Hey yo, what's up và hello mọi người nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch tại Đà Nẵng. Let's go. Nguyên một tòa lâu đài sau lưng tôi đúng không ạ? Hôm nay là tôi với Sammy đã về Huế và sẽ đi Đà Nẵng để du lịch cùng với nhau các bạn ạ. Sam vui không Sam? Vui. Vui hả? Sam đang bôi kem chống nắng các bạn ạ. Tại đi ra đường con gái mà đi ra ngoài đường đi du lịch hay gì á, bôi kem chống nắng cho đỡ đen đây. Như tôi với Kairon mà đi ra ngoài đường ha, mà không bôi kem chống nắng á, giờ đen như cục than luôn. Sammy mới vừa bảo tôi là nên bôi kem chống nắng phải không ạ? Ơi, hình như là tôi bôi hơi nhiều các bạn ạ. Sam ơi, cái này là kem chống nắng hay là kem dưỡng da vậy? Sao thấy nó trắng bóc vậy? Thì không phải bôi, dùng bồn tán ra được. Được chưa? Ghê rồi ta. Này giờ sao? Giờ làm sao? Phong lỡ bôi nhiều á. Bôi bớt ra, bôi chét ra rồi đó hả ta? Ok, nhìn ổn áp hơn rồi đó nha. Ok, anh em tụ họp đầy đủ. Phải nói là lâu lắm rồi cả đám bọn tôi mới có dịp đi chơi ở một cái nơi xa như thế này các bạn ạ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi đến Đà Nẵng luôn. Tôi không biết ở ngoài Đà Nẵng là có gì vui, cho nên là chúng ta ra đó từ từ chúng ta khám phá nhé. Đi thôi. Tôi ở Huế nhưng mà tôi chưa, Huế rất gần Đà Nẵng rồi, chưa giờ qua Đà Nẵng. À sao cũng chưa giờ qua Đà Nẵng luôn. Rất gần luôn nha. Thế thì đi thôi. Tôi đi một hồi xong tôi chợt nhớ ra tôi quên cái vali để camera của tôi. Cho nên tôi phải quay trở lại tôi lấy. Hầu đầu quá. Uầy, kiểu lâu quá rồi không có đi du lịch đó mấy ông. Cho nên là bây giờ đi du lịch cái tự nhiên thấy háo hức quá, không ngủ được luôn. Mặc dù là ở trên xe trong mấy tiếng đồng hồ này là chúng ta nên đi ngủ, nhưng mà tôi thì tôi không ngủ được. Tôi sẽ thức từ đây đi đến đó luôn đó, để cho gọi là tinh thần nó sảng khoái. Yes sir, tới nơi rồi mấy ông ơi. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở tại Đà Nẵng. Không khí ở đây thật sự là rất là thoải mái luôn mọi người ạ. Trời ơi, tôi đến đây mà tôi cảm giác kiểu muốn sống ở đây luôn á. Hồi nãy thì cũng nhận được một phòng rồi, cho nên là bọn tôi cũng có lên cất vali trên đó rồi. Nhưng mà mọi người thì đang nghỉ ngơi trên đó, còn tôi với Kairon thì hai ông con trai hít quậy quậy, cho nên là ra ngoài đây đi vòng vòng khám phá xung quanh. Ủa gì à? Ui, Kairon cũng có quả camera nhưng mà nhìn cái cây của nó không được an toàn lắm. Ơi, cái camera này, cái camera này của bạn là mua bao nhiêu tiền á? 45 triệu. Mà ông dùng cái cây gậy có mấy trăm hả? 500 mà. Ơi nhưng mà nhìn nó không an toàn nha, kiểu nó sẽ gãy bất cứ lúc nào á. Yên tâm, mình té rồi không sao đâu. Ừ không sao đúng không? Chắc chưa? Đang quay tiền dơ xong nó gãy phát một thôi luôn ạ. Rớt xuống cái mất 45 triệu. Ngày mai thì anh em bọn tôi sẽ đi Bà Nà Hill mọi người ạ. Nghe Bà Nà Hill ở trên TV nhiều rồi nhưng mà chưa đi bao giờ. Kairon đi bây giờ chưa nè? Chưa luôn hả? Bây giờ thì đói bụng quá cho nên là bọn tôi sẽ vào trong Minimart để mua một ít đồ ăn với lại mua ít nước. Nãy giờ ngồi trên xe cũng khá là mệt. Ủa gì vậy? Ui. Ăn trộm xong bị dán hình lên các bạn ạ. Tôi mới vừa vào mua hai lon nước. Thì ở đây tôi có một lon Pepsi và một lon nước gì đó nhìn rất là lạ luôn. Cái vỏ của nó trong suốt như thế này nè mấy ông. Có hình quả dâu ở trên, nhìn khá là dễ thương. Chắc là một cái loại nước lọc gì đó có vị dâu. Ừ. Nhưng mà mua hai lon này hết 42.000. Là đắt hay rẻ cả? Rẻ hả? Hai lon này 42.000. Là rẻ hả? Tôi nghĩ là Pepsi thì rẻ nè. Chắc là đắt ở cái lon này nè. Ừ. Chắc cái lon này đắt nè. Chứ Pepsi thì rẻ mà. Ui, mới khui ra đầy mùi dâu luôn á. Ui, ngon nha. Ngon. Nó giống như là soda dâu vậy các bạn. Nó giống soda dâu vậy á. Hồi nãy tôi mua cái lon này, xong tôi mua thêm cái lon coca nữa. Bởi vì tôi sợ rằng là tôi uống cái này không hợp thì tôi sẽ có coca tôi uống. Nhưng ai vậy là uống cái này thấy hợp thật. Lon coca chắc để tí nữa uống sau. Ok mấy bạn ạ. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại một khu công viên nước ở Đà Nẵng.
Mới đầu tôi tưởng đây là khu trung tâm, nhưng hóa ra nó là công viên nước các bạn ạ. Ui, công viên nước cái kiểu gì mà nhìn nó to thật sự luôn mấy ông. Nó to như cái sân bay luôn thời. Nhìn này. Và tôi nghe bảo đâu hình như là cái công viên này, cái công viên nước này của chúng ta là nó làm theo phong cách Nhật Bản các bạn ạ. Đây. Mấy ông nhìn thấy gì bên kia không? Núi Phú Sĩ đó. Đây tôi cho mấy ông xem nè. Đấy, mấy ông có thấy cái ngọn núi trắng trắng bên kia không? Đó, cái đó là núi Phú Sĩ đó mấy ông. Để đến đó xem thử nha. Và ở đây chúng ta sẽ có một khu là khu đảo rồng á. Ui, khu đảo rồng là khu gì ta nghe lạ vậy? Bên này thì sẽ là khu núi Phú Sĩ. À, phải đi khám phá thử mới được. Let's go. Giờ là sẽ đeo vé vào trên tay để vào bên trong các bạn ạ. À, cảm ơn bạn. Ui, trong đây đúng kiểu một khu Nhật Bản luôn. Vào trong đây là chỉ toàn thấy phong cách Nhật Bản thôi. Ở trong đây thì ngoài bơi ra thì các bạn còn có thể vào đây để ăn uống nữa. Để tôi quay cho các bạn xem cái hồ bơi. Mấy ông nhìn hồ bơi kìa, to thật sự. Mới đầu tôi tính là tôi tới đây là tôi chỉ để ăn thôi, chứ tôi không có bơi. Nhưng mà tôi tới tôi thấy hồ bơi to quá, tôi cũng đang suy nghĩ lại. Và đây chính là khu game của chúng ta mấy ông ạ. Vào khu game để xem thử coi. Ở bên này có cái chỗ bắn súng rồi mấy ông. Tôi sẽ thử test thử với cái này coi. Cái này hình như là bắn vô trong mấy cái xanh đỏ tím vàng kia phải không? Ê, nhưng mà ở bên này lạ chỗ là tôi thấy nó có mấy cái máy, nó có cả mì ở bên trong, phần thưởng là mì và đồ ăn cái kiểu nữa. 100.000 được 9 xu hả? 100.000 9 xu. Ok, thử đi. Ok, để xu vào đây nè đúng không? Bây giờ như là mình phải lắp đạn vô xong mình gài mình bắn phải không ạ? Đấy, thế này. Thử nha, test thử đi. Ui. Đen. Ui khó nha. Khó canh lắm. Bắn hết một đống đạn mà chưa dính được phải không ạ? Cay thiệt. Ôi ơi, cái game hồi nãy khó thật sự phải không ạ? Tôi chơi tôi bắn ngã được 3 cái rồi. Nhưng mà còn 2 cái nữa, còn 2 cái thanh để chắn lại á, phải ngã thêm 2 cái thanh nữa tôi mới nhận được quà. Nhưng mà thôi, chơi vui là chính. Coi như là bắn ngã được 3 cái là siêu lắm rồi. Bây giờ thì tôi sẽ lên trên tầng 4 để coi trên tầng 4 có gì nha mọi người. Hình như là tầng 4 là khu ăn uống hay gì đấy phải. À rồi, mọi người đang ở trong đây cho nên tôi sẽ vào bên trong. Ở trong đây thì có một cái khu là khu để ăn uống và một cái khu để mọi người ra chụp hình cái kiểu á đấy, Sammy Simmy nè. Ở trong khu này đúng nghĩa là bước vô là chúng ta cảm giác như chúng ta đang ở Nhật Bản thiệt luôn các bạn ạ. Họ trang trí ở chỗ này nhìn đúng đẹp luôn á, có cả hoa anh đào này. Mình không biết là các bạn xem trên video mấy bạn có thấy được hết toàn cảnh ở đây không, nhưng mà ở đây đẹp thật sự các bạn ạ. Đẹp lắm luôn á. Kairon với Simmy đang chụp hình ở bên đây. Simmy nay là thức nguyên buổi sáng để mặc một cái bộ đồ thật là đẹp để đến đây chụp hình đó các bạn. Để tôi đi xuống bên dưới xem coi ở bên dưới có gì đẹp hơn không. Wow. Oh my god. Trời ơi nó to, nó rộng. Ôi trời ơi, đúng thiệt là khu du lịch mấy ông ơi. Ở đây nhìn y hệt như một cái thành phố vậy các bạn ạ. Trời ơi. Tôi ước gì một ngày nào đó tôi sẽ có thật nhiều tiền để tôi thuê nguyên một cái khu này. Tôi sẽ làm một cái vlog ở trong đây. Ôi. Thật sự là lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nổi da gà đến như vậy mấy ông ạ. Tại vì khu này đẹp quá. Thôi. Anh ơi, cho em chụp hình với anh một tấm được không? Ok. Ok anh. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, cảm ơn anh. Ui, bộ giáp ngầu thật sự phải không ạ? Bởi vì ở trong đây quá đẹp cho nên là tôi quyết định tôi mặc cái này người ta gọi là gì ta? Yukata mọi người ạ, à, để vào cho nó chụp ảnh. Ok. Em lấy bộ này. Ở bên này còn có thêm mấy đôi guốc nữa, tôi sẽ lấy đôi này. Mặc đồ đẹp quá vậy? Hả? Sao mặc đồ xinh quá vậy? Ok, bây giờ thì tôi sẽ cùng với Sammy hai đứa tôi sẽ vào bên trong để chụp hình nha các bạn nha. Nè, ôi có cây dù xinh đó nha. Wow. Đi thôi, let's go. Mặc đồ này vô, đi ở trong đây là nhìn không khí nó khác ngay. Hello, xin chào các bạn nha, mình là Nobita. Còn mình là Shizuke nha. Dạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến chương trình tham quan Nhật Bản. Nhật Bản ở tại Đà Nẵng nha các bạn. Nhật Bản ở tại Đà Nẵng nha các bạn. Đấy, quá là đẹp luôn.
mình và Sammy chính thức qua Nhật Bản sống nha các bạn nha. Konnichiwa. Konnichiwa. Yeah. Watashi phong. Cái gì đó quên rồi. Alo, cái đó tiếng Hàn rồi. Đã. Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao. Ồ, Kairon mặc bộ này nhìn Kairon đẹp trai quá. Nhìn mập quá. Không, đẹp trai mà đâu có mập đâu. Không biết xấu nhưng mà mình thị băng thân mình cứ mập hay nào ấy. Không có mập, đẹp trai. Thật không? Thiệt đi. Hello, xin chào mọi người. Và bọn mình chính là Hero Team đến từ Nhật Bản. Yeah. Đây chính là gia đình của chúng tôi. Bạn Kairon Kun, Simi Chan, Chan đúng không? Sammy Chan và Phong Kun. đẹp. Đẹp nha. Chưa? 2 3. Ơi. Mở đôi dép. Ăn trứng khoáng nóng. Cái trứng này á hả? Ủa cái trứng này bằng đá mà ta. Cái trứng này dùng để làm gì nhờ? Và sau khi chụp ảnh xong xuôi thì bây giờ team bọn tôi sẽ quyết định là đi thay đồ và kiếm cái gì đó đi ăn mấy bạn ạ. Ok, thay lại đồ bình thường nha. Ok, let's go. Sau khi mà bọn tôi chụp ảnh các kiểu xong rồi thì bây giờ bọn tôi sẽ đi kiếm gì đó để ăn mấy bạn ạ. Và để xem coi. Ở đây nè. Đây nè, bên đây có bán ăn nè. Một tí nữa tôi sẽ ra ngoài đây tôi quay cho các bạn xem bên ngoài này cực kỳ đẹp luôn. Ở đây là người ta không trả tiền mặt mấy bạn ạ. Ở đây là muốn ăn cái gì á là phải nạp tiền vô trong cái vòng tay. Bây giờ thì tôi sẽ qua bên đây tôi mua một miếng bò bít tết với lại là mua thêm lon nước uống. Và bây giờ thì chị ấy sẽ quét cái mã vạch ở trên tay của mình, thế là xong. Mát lạnh. Thằng em trai của tôi nó mới vừa tới nó đưa tôi cái con này. Đây, đây là cái con mà hồi nãy tôi chơi cái game bắn súng á mấy ông mà bắn hoài không được á. Thằng em tôi nó bỏ ra 200.000 nó bắn được con này đó. Thế là giờ tôi xin nó cho tôi luôn. Giờ tôi sẽ tặng con này cho Sam nha. Đấy, con cá mập vô cùng dễ thương luôn. Hồi nãy tôi tính bắn tặng cho Sam á, nhưng mà bắn hoài không trúng thưởng cho nên là, nhưng mà may quá thằng em tôi nó thắng. Có bò xôi. Giờ đây, cảm ơn chị. Ai chà chà, nhìn cái phần cơm hấp dẫn thật sự. Từ nãy giờ Sammy đi đâu vậy? Đi ăn á? Đi ăn cái gì vậy? Ăn mì. Mì gì? Udon. À, mì udon hả? Ok. Đây, mình sẽ cho Sammy thử một miếng bò. Chúng ta sẽ có một muỗng cơm cùng với bò. Hả miệng ra. Bây giờ tôi sẽ thử ăn thử coi. Tôi là một trong những cái người khá là thích thịt bò các bạn ạ. Thịt gà nè, thịt bò nè là tôi rất là thích. Trừ có thịt heo thôi. Thịt heo là tôi không thích nha. Tôi thích ăn thịt bò, thịt gà. Chà, nhìn cái bộ hấp dẫn á. Đây, mình sẽ chấm vào trong cái nước sốt thần thánh. Cái nước sốt này nhìn có vẻ cay đó nha các bạn. Ngon quá không? Mình lại đây làm gì? Xin ăn á? Không cho. Trời. Không. Trời. Muốn ăn quá à, thịt bò nó ngon đó, ngon. Ăn thử miếng thôi. Nè, thử đi. Hơi bị ngon. Ủa, ngon nha. Ngon. Để mình ăn miếng bò này, ngon vậy. Bò ngon mà, rẻ nữa. Bây giờ no bụng rồi, mình đi đâu vậy ta? Thôi, chuyển cảnh. Sammy ơi, Sam đang làm gì đó? Sao nhìn mặt buồn quá vậy? À, đang chỉnh hình hả? Có này tặng Sam nè. Cả mập đó, thích chưa? Wow, ở ngoài đây, hình như bên kia là cái gì ta? Khu đảo rồng gì đó đúng không ta? Hồi nãy lúc mà tôi nhìn ở trên bản đồ á, là tôi thấy có một cái khu là khu đảo rồng. Thì hình như đây chính là khu đảo rồng đó các bạn. Đây, ở trên kia có con rồng kìa. Đây, tôi quay cho mấy ông xem. Đấy, đây, con rồng đó mấy ông. Mấy ông thấy con rồng chưa? Con rồng nó đang quấn trong cái ngọn núi đó. Cảm giác y hệt như đang đi trên biển thiệt luôn mấy ông ạ. Xịn thật sự. Có sóng biển cái kiểu luôn, kinh khủng. Ui. Ướt dày. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên bọn mình đi tới Đà Nẵng. Cho nên là cũng không biết đi đâu hết. Chỉ đi vòng quay như thế này thôi. Thì ngày mai bọn mình sẽ đi đến một cái khu khá là đặc biệt. Đó chính là Bà Nà Hill. Nghe bảo đâu trong đó nhiều khu vui chơi đủ kiểu lắm. Thì ngày mai tôi sẽ quay cho mọi người xem nhá. Ok nhá.
nhớ like, share, subscribe nha mấy ní. Ok. Còn bây giờ thì chị em Sim Sam đi mua sắm quần áo hay gì rồi. Còn anh em bọn tôi thì sẽ ngồi đây đợi hỏi chị em. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại chợ đêm Sơn Trà. Let's go. Đáng lẽ là che một phát là sẽ chuyển qua bên Bà Nà Hill luôn rồi đó. Nhưng mà tại vì là tôi quên mất là ở đây còn có cái chợ đêm nữa. Cho nên là chúng ta sẽ đi khám phá chợ đêm xíu mấy ông nha. Let's go. Bởi vì là ở trong đây hơi bị đông người á, cho nên là xin phép mấy bạn tôi dơ cao cái cam lên xíu nha, để tránh va trúng người ta. Tôi để ý là tôi đi Đà Nẵng hôm nay tôi thấy là ở đây khá là nhiều người Hàn Quốc các bạn ạ. Đông cực kỳ. Đẹp thực sự. Quả này nhìn chiếc thực sự. Ui, mà nhìn nó đẹp. Được đường đó nha. Chắc là lụm nha mấy ông. Lụm nha. Lụm thôi. Rồi, gói cho em nha. Rồi, cảm ơn anh. Hồi sáng nay đi chơi nhiều quá cho nên là lúc về mệt. Thế là bây giờ trễ giờ đi đi chợ đêm mấy bạn ạ. Bây giờ người ta đóng cửa hết trơn nè. Tôi mới đi. Ở đây có mấy cái quả Lego Doraemon cái kiểu to đùng. Tôi muốn mua nhưng mà không biết cầm về được không ta, để qua xem thử. Đấy, mấy ông nhìn thấy quả Doraemon trong kia không? Quả đấy cầm về thì mới đẹp đấy, nhưng mà to quá, thôi tôi mua rồi. Quả này mà lắp xong để trên bàn PC của tôi thì hợp lý. Ok, thế thì lấy cho mình hộp đó luôn đi. Dạ, đúng rồi. Ở ngoài Sài Gòn mà muốn mua mấy cái hộp Lego như thế này là phải đặt hàng mấy ông ạ. Cho nên là sẵn có mặt ở đây. Cho nên là sẵn có mặt ở đây rồi, mua luôn, đem về. Tôi không biết là ở chợ đêm này nhiều người đến đi quay hay không. Nhưng mà từ nãy giờ tôi cầm camera tôi đi qua đi lại, người ta nhìn tôi quá trời. Ờ, hello Sam. Hello. Nãy giờ có ai nhận ra Sam không? Tôi có bất ngờ dành cho ông nè. Bất ngờ gì? Ồ. Ồ. Cái gì đây? Cái gì đây? Tại sao? Sao có cái áo hình hình cái mặt tôi vậy? Sao? Đẹp, được. Được. Áo hình hình mặt tôi nha. Đó, rồi còn có thêm chữ đăng ký cho Sammy Đào à. Anh cái đi. Bây giờ tôi qua tôi in cái áo giống như Sammy để tôi mặc cho đẹp. Anh luôn cái mặt em đó. In áo bao nhiêu một cái chị? Lấy em một cái 120 đi. Dạ. Hello mọi người á. Hello đây. Đăng ký cho phong cảnh tôi bơi nha. À đúng. Một like về nha. Một đăng ký một chia sẻ nha. Dạ dạ, cảm ơn nha. Rồi cảm ơn. Quá đỉnh luôn. Bây giờ cả đám bọn tôi đang ngồi để tìm ảnh dìm đó, để in ra áo. Đấy. Đó, đây là thành phẩm nha mấy ông. Rồi rồi, em cảm ơn. Và đây chính là áo của tôi mấy ông ạ. À. Hấp dẫn chưa? Đẹp chưa? Xinh chưa? Người yêu tôi đó. Yeah. Nhìn buồn cười thật sự. À, xin tự giới thiệu với mọi người, bọn tôi là biệt đội áo Hero Team nha. Mọi người thấy áo Hero Team này là không có bán nha, hàng limited nha. Handmade, ok. Không phải ai cũng có nha. Đó, Kairon khoe Kairon. Yeah, bạn thấy mặt mình không? Thì mình mặc mình tổng á. Tôi à. Không sao đâu. Handmade. Đó, còn đây áo tôi là mặc Sam nha. Đó, còn Sim là ai vậy? Áo tôi mặc tôi. Đó. Sam. Mặc Phong Cần TV. Đó. Bây giờ bọn tôi sẽ đi về nhà nha mấy ông nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Bye bye. Ayo, what's up cua? Xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại Bà Nà Hill. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá để coi xem ở Bà Nà Hill có những gì nha. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được đi núi mấy ông ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ lên trên cáp treo và đi cáp treo từ bên dưới này lên trên núi nha. Ôi trời ơi. Ở đây thì thật sự là mình cảm thấy là không khí ở đây thoải mái đó mấy bạn ạ. À. Nhìn xung quanh đi, đấy thấy gì không? Toàn cây là cây thôi, rất là nhiều cây cối ở đây luôn. Ui, thoải mái thật sự. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ thì bọn mình sẽ lên trên xe để đi đến chỗ cáp treo nha các bạn. Vé ở đây là 1.250.000 và khi mà đến đây các bạn sẽ được thoải mái tất cả các dịch vụ luôn. Đó, từ xe cộ nè, ăn uống nè, cáp treo nè, cho đến khu vui chơi luôn.
Cái này là cổng anh. Ui, cái cổng mà này hiu thôi mà đã to như thế này nữa bạn ạ. Cái cổng này chắc nó phải to bằng cái cổng của Đại Nội Huế nha. To hơn luôn á. To hơn cổng của Đại Nội Huế luôn rồi. Đây là cái bản đồ của bà Nà Hiu các bạn ạ. Và ở đây sẽ có rất là nhiều khu để chúng ta có thể đi chơi luôn. Nguyên ngày hôm nay là chỉ có đi chơi thôi. Cái kỷ lục Guinness nè. Hình như đây chính là kỷ lục Guinness của cái cáp treo á mọi người. Ui, xịn thật sự. Hai cái luôn cơ. Một ngày nào đó tôi nghĩ tôi cũng sẽ nhận được một cái kỷ lục Guinness. Đó chính là người chơi game gáy to nhất. Ừ. Mới có con chim bồ câu. Nó đi ngang qua tôi xong nó ị một bãi trước mặt tôi thoát xong nó bay đi mất. Tới cáp treo rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên cáp treo nhé. Oh my god, lâu lắm rồi mới đi cáp treo lại rung thật sự. Lần đầu tiên trong đời đi cáp treo. Bây giờ thì Sammy với Simmy sẽ được trải nghiệm cảm giác đi cáp treo. Mình đã đi cáp treo rất nhiều lần nhưng mà lần nào mình cũng rung hết. Rung không cay? Nhìn xuống bên dưới đi Sam, nhìn xuống bên dưới đi Sam. Nếu như chúng ta muốn không sợ, chúng ta chỉ cần la lên. Không sợ. Hết sợ rồi. Hết sợ rồi. Ui, ra ngoài đây mát lạnh luôn ấy. Tưởng là nóng ai về đâu, ra ngoài đây mát lạnh luôn ấy. Thực sự là đúng là không cần đi đâu xa xôi các bạn ạ. Ở Việt Nam mình thôi là cũng rất là nhiều cảnh đẹp rồi. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại cầu vàng các bạn ạ. Và đằng sau lưng của tôi chính là những ngón tay siêu to khổng lồ. Ở trên đây rộng quá cho nên là bọn tôi đi lạc luôn mấy ông ạ. Giờ không biết đi đường nào luôn á. Ui trời ơi, chỗ này chụp ảnh thì thôi rồi luôn mấy ông ơi, đẹp thực sự. Đây mấy ông xem này. Ở trên này á, không khí nó hơi gọi là ấm ấm mà nó hơi lạnh lạnh các bạn ạ. Chỗ thì nó ấm, chỗ nó lạnh chứ không có nóng đâu nha. Mà lạnh là lạnh kiểu lạnh xe xe lạnh á. Phơi thực sự. Chứ nó không có bị khó chịu đâu, thời tiết như thế này mới là thích nè. Ở phía trước có nguyên cái tòa lâu đài. Ui. Nguyên một tòa lâu đài đằng sau lưng tôi luôn mấy ông ạ. Không biết là một tí nữa có đường nào đi qua bên đó không ta. Tôi muốn qua bên đó đi chụp ảnh. Để tôi kiếm đường qua bên đó thử. Yeah. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại lâu đài ở Pháp mấy bạn ạ. Yeah. Đây tôi cho mấy ông xem nó đẹp cỡ nào. Đây các bạn nhìn sau lưng của tôi này. Wow. Đẹp thực sự. Trời ơi, đi đến đây ngắm cảnh thôi đã mắc rồi. Còn nhiều cái trò chơi lắm mấy bạn ạ. Bạn nào mà muốn đi du lịch nên đi đến Đà Nẵng thử. Phía trước mặt chúng ta là nguyên một thành phố của Pháp luôn mấy bạn ạ. Một thành phố của Pháp. Oh my god. Xịn thực sự, y như đang ở nước ngoài thật vậy. Một tí nữa tôi sẽ chơi cái này đấy. Test luôn không? Test luôn không? Vô. Chào camera các em. Hi. Lại gặp fan nữa các bạn ạ. Mọi người đăng ký anh cho Phương Cận nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi trượt cầu trượt nha. Cao lắm đấy. Sợ không? Bình thường hả? Sợ không? Sợ không? Không biết, sợ lắm. Sợ lắm hả? Nói chung là hôm nay khu vui chơi cũng vắng người các bạn ạ. Cho nên là vào cũng nhanh. Tầm tiếng nữa. Đông quá. Bây giờ phải ngồi đợi chắc phải một tiếng nữa mới quay được mấy ông ạ. Cho nên một tiếng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Tí nữa Sammy xuống dưới đừng có sợ quá, ôm tôi nha. Hài lưới trời. Tiếp tích người vô nha. Ok, cuối cùng thì tôi cũng đã xuống dưới được rồi mọi người ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ chờ để lên xe trượt xuống dưới. Trò chơi tuổi thơ của tôi. Gung cay. Bình thường hả? Được rồi.
Còn mình thì mình thấy bình thường à. Tí đừng có like à. Ừ không có like kia mày. Tí đưa mình bạn đua không? Tí đua không? Đua luôn. Coi ai là đến đích trước. Phê quá à. Nè, nhìn ngắm xung quanh đi Sam. Đấy, đã chưa, đã chưa. Ui, nè, chị nhanh hơn nha, chị nhanh hơn nha, nhanh hơn nha. Đấy, được nhanh hơn nè. Dạ cảm ơn ạ. Chơi cái này vui thật các bạn ạ. Nhưng mà cái đoạn mà leo anh dốc hơi đau lưng xíu. Tôi chạy tôi có sợ tung trúng người phía trước rồi. Hello. Hello. Tôi đâu vậy? Hiện tại chúng ta đang có mặt ở tại bên dưới khu vui chơi. Ê ê ê ê. Tôi biết cái trò này nha, tôi biết cái trò này nha. Ôi, tí nữa mình đi chơi cái trò này nha mọi người. Ồ, tôi biết cái trò này nha. Tí nữa tôi sẽ thử chơi cái trò này. Ồ, cái này chơi được ạ. Bây giờ thì cả nhà tôi sẽ chơi thử cái trò này. Tôi chưa chơi trò này bao giờ cả, cho nên tôi muốn thử cảm giác để xem coi như thế nào. Ở trong đây rộng lắm mấy bạn ạ. Và khó có thể nào mà tôi quay hết tất cả các trò chơi cho các bạn xem được. Cho nên là tôi quay được trò nào thì tôi quay nhé, mấy bạn thông cảm nhé. Ôi ơi, sợ quá mày đi ơi. Wow, ok. Cái cuối cùng, cái cuối cùng. Ôi. Ok bạn, và sau khi mà cả nhà tôi chơi xong những trò chơi thì bây giờ cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ăn nha mọi người nha. Đói bụng quá rồi, kiếm gì đó để ăn. Nghe bảo đâu là hình như là ở trong vé là sẽ có buffet miễn phí nữa đó. Hợp lý luôn. Ui, ở chỗ này có nguyên cái tòa nhà bằng hoa rồi nữa bạn, dễ thương vậy. Đáng yêu. Nhìn thơ vậy. Nhìn nàng thơ mà. Một tí nữa mình sẽ vào trong đây mình mua quà lưu niệm đem về nha bạn. Đẹp á. Đi. Ôi trời ơi, mấy ông biết tôi đang thấy cái gì không? Đây. Ôi trời ơi, đẹp thật sự. Ôi trời ơi, tôi thấy này mà tôi nổi da gà luôn á mọi người. Wow, đẹp quá nha. Ôi cây ơi, có quả cầu y hệt như bên Singapore kìa. Ui. Ôi xém nữa mình bước lên đây rồi. Xém nữa là mình bước lên đây rồi các bạn ơi. May thiệt, xém nữa tôi bước lên nè. Nụ hôn vĩnh cửu.
nào. Hi bye. Thank you. Oh. Wow. Oh. Thank you, thank you. Mọi người ở đây thật sự rất là dễ thương luôn á anh em. Từ nãy giờ tôi gặp những người biểu diễn ở đây á, họ rất là dễ thương luôn, rất là thân thiện luôn. Ở bên đây là những người biểu diễn, họ đang đi ở trên những cái cà kheo á các bạn. Và những cái cà kheo rất là cao luôn. Ôi, làm sao họ có thể đi được như vậy nhờ. Giờ tôi đã phát hiện ra được người cao hơn tôi rồi. Ui, tôi phát hiện ra hai cái tượng giống nhau quá nè mấy bạn. Y chang nhau luôn. Ôi mọi người ơi, thật sự là tôi cảm giác giống như là tôi muốn sống ở đây luôn á. Ở chỗ này tôi cảm giác giống như là tôi đang lạc vào trong một cái thế giới cổ tích vậy. Mọi thứ xung quanh nó thơ mộng mà nó đẹp cực kỳ luôn. Các bạn mà đến Nha Trang nhất định mấy bạn phải đến Bà Nà Hill để chơi thử nha. Bây giờ thì mình với Sammy, hai đứa mình sẽ đi vào sâu hơn vào bên trong thành phố Pháp của chúng ta. Đây là một thành phố... Con ong. Ở đây nhiều hoa quá cho nên có ong. Ở chỗ này người ta để mấy cái chuồng của bồ câu lên đây nè các bạn. Nhưng mà sao không thấy con bồ câu hết ta? Ôi, ở bên này có bán cái này là gì vậy chị? Bánh cam à? Bánh cam mấy bạn ạ. Hot dog đấy. Không biết có phải vị chuẩn hay không nhưng mà nhìn có vẻ đẹp hơn là hot dog mua trong siêu thị. Cho nên là tôi sẽ mua thử một cái để ăn nha. Nhìn có vẻ bán riêu đấy. Dạ em cảm ơn ạ. Ôi cái bánh này coi bộ có vẻ là hàng riêu các bạn ạ. Nó khác như cái bánh mà tôi mua ở trong siêu thị lần trước. Để tôi thử một miếng xem thế nào. Cũng không biết diễn tả sao, nó giống như là ổ bánh mì các bạn kẹp cái xúc xích vô xong xịt một tí tương ớt vậy em. Nhưng mà ăn ở trên đây thì không khí nó thoải mái hơn. Đó, cảm giác nó được cái cảm giác đi du lịch đó các bạn. Thì bạn sẽ thấy nó ngon hơn. Đây là vườn Uyên Ương đấy mọi người. Ở trong vườn Uyên Ương này là có tượng của một nàng công chúa, có một bộ váy được làm bằng hoa và đang đứng nhảy. Sammy quay vlog cho các bạn bằng điện thoại. Và hiện tại là điện thoại của Sam hết dung lượng rồi. Bởi vậy mới nói mua cái máy quay giống như tôi phải xịn hơn không? Đấy, đi quay thoải mái luôn. Tha hồ. Thôi giờ Phong mua cho Sam cái máy quay nhé. Cái ơi, solo cờ vua không? Mình không biết chơi. Cờ vua sau lưng nè, solo không? Hả gì? Không biết chơi. Không biết chơi cờ vua? Quay, 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 quay. Solo cờ tướng ơi. Ôi chơi cờ tướng, cờ tướng già lắm, chơi cờ vua à. Mình biết chơi cờ tướng thôi. Quay, quay. Đau quá. Ê, chán quá các bạn ơi. Hôm nay là phải về nhà sớm rồi. Tại vì là ở trong đây là chỉ đến 5 giờ thôi, người ta đóng cửa rồi. Mà bọn mình thì chỉ có một ngày để đi chơi thôi. Cho nên là lần này bọn mình chỉ có thể chơi được một số trò chơi ở đây hết à. Đóng cửa hết trơn luôn rồi các bạn ơi. Cho nên thôi, hẹn gặp lại Bà Nà Hill vào lần sau nha. Chắc chắn lần sau mình sẽ quay trở lại và chơi nhiều trò chơi hơn. Thật ra thì bọn mình có thể ở lại đây qua đêm luôn nếu như bọn mình thuê khách sạn ở trong đây. Nhưng mà bọn mình chỉ xin dịch được đi chơi được có một ngày thôi. Cho nên là bây giờ phải về lại nhà rồi. Buồn thực sự. Thôi, lớn rồi các bạn đi. Phải đi làm rồi. Chứ không còn được vui chơi như lúc nhỏ nữa. Buồn thực sự. Buồn không Sam? Buồn không? Buồn ạ. Nhớ Bà Nà Hill ghê. Làm. Sam ơi, sao nhìn mặt Sam bình tĩnh nè à? Mà sao cái tay Sam sao nắm chặt quá vậy? Bình tĩnh hả? Hả? Sợ quá hả? Sammy sợ cắp treo hả? Trời ơi, nắm Sammy nắm tay tôi chặt. Chặt, ơi là chặt luôn các bạn ơi. Cứng ngắc luôn à, tháo không được luôn. Sợ chưa? Sợ chưa? Sammy còn không sợ, sao Sam sợ vậy? Bây giờ thì bọn mình đang đi cáp treo từ ở phía trên Bà Nà Hill để đi xuống dưới đây và sau đó sẽ bắt xe về nhà.
À, trời ơi, tôi thấy nhớ quá. Không sao cả. Lần sau mình đi tiếp được mà. Về nhà sao ha? Sammy đang sợ đi cấp treo á, Sammy nắm quần tôi luôn. Sammy sợ, Sammy bấu quần tôi. Rách. Ok các bạn ạ, vậy là coi như là đã hết 2 ngày ở tại Huế và Đà Nẵng của chúng ta rồi. Và ngày hôm nay chính là ngày bọn mình sẽ đi về lại Sài Gòn và kết thúc khép lại một chiếc vlog rất là đặc biệt. Một chiếc vlog kỷ niệm nhóm bọn mình đi chơi với nhau. Đó, thì đây chính là một cái vlog, sẽ là một cái vlog mà mai này bọn mình xem lại mình sẽ thấy rất là vui. Và hy vọng rằng là sau này bọn mình sẽ còn có nhiều cơ hội để đi du lịch ở những nơi khác nữa. Và nhất định một ngày đó tôi sẽ đi đến lại Bà Nà Hill để chơi tiếp những trò chơi khác ở đó nữa. Tôi còn chưa chơi đã, nó phải về, buồn thực sự. Thế nha, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp các bạn ở những video lần sau nha. Nhớ like, share và subscribe cho tôi nữa nha. Chào các bạn đây. Chào các bạn nha chứ. Đúng không? Mấy bạn đăng ký cho mình mà mình phải chào mấy bạn đó, đúng không? Bye bye các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Bye bye.